74 tuổi, rất vui là lần đầu tiên được tham gia cái cuộc thi này. Có lẽ khoảnh khắc nhớ nhất là khi rất đông người, hàng nghìn người như vậy cùng xuất phát với nhau chạy để đi vào con đường đồng hành để đến hạnh phúc. Hiện tại thì gia đình mình đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi đã có thể hoàn thành được cái giải chạy ngày hôm nay ạ. Thực sự là cảm xúc rất là tuyệt vời. Đây là một cái dịp hiếm có để mà cả gia đình chúng tôi dậy sớm và cùng nhau chạy. Chúng tôi thấy là hôm nay quá là hạnh phúc. Cảm ơn chương trình. Thì thực sự đây là một cái hoạt động rất ý nghĩa đối với gia đình chúng tôi. Nó tạo một cái sự gắn kết, bốn người đều tham gia đều khỏe và đều vui, và rất là cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một cái sân chơi tuyệt vời cho những cái đối tượng là gia đình như thế này.